Hôm nay Hương đi quay một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt luôn anh chị mình ha. Hiện tại là Hương đang đứng trong một căn nhà vườn, có nhà cấp 4, có vườn cây ăn trái và có cả ao cá luôn. Thì tại sao đây là hoàn cảnh đặc biệt ạ? Thì đây là chủ nhà có một cậu con trai 13 tuổi mà hiện tại đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo, đó là bệnh ung thư tủy anh chị mình ha. Đó, và hiện tại là chủ đang mong muốn bán thật là nhanh cái căn nhà vườn này chỉ để cứu được con trai thôi các anh chị. Mà cứu được bao nhiêu phần trăm anh chị mình biết không? 2 tỷ rưỡi thì đổi được 50% cơ hội sống cho bé thôi anh chị mình ha. Nhưng mà cỡ nào cũng bán hết. Thì căn nhà vườn này á, hôm nay Hương đi quay thì Hương chưa biết cái thông tin. Thì thông tin cũ thì là bán 3.300 m², giá là 530 triệu cho 1.000 m². Thì tính ra là hết 3.300 m² thì tính ra là 1 tỷ 7. Nhưng mà sau khi Hương đi quay về thì Hương nhận được thông tin mới nhất là anh sẽ bán luôn cả hai sào phía đằng sau, tức là tổng diện tích là 5.500 m² mà giá thì cũng chỉ 1 tỷ 7 thôi anh chị mình ha. Tính ra thì chỉ có là 340 triệu cho 1.000 m² thôi, cực kỳ là rẻ luôn. Có nhà, có vườn cây, có ao cá, và con đường ngay phía trước này thì đang ủi đổ nhựa anh chị ha, đang trong quá trình đổ nhựa luôn, là đường sông Trầu 17. Thông từ đường Nguyễn Hoàng qua bên đường DT767 chị mình ha. Và ở đây thì thuộc xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Thì bây giờ Hương sẽ xuống phía dưới, Hương quay chi tiết căn nhà vườn này cho anh chị mình cùng xem. Căn nhà vườn với tổng 4 sổ hồng riêng anh chị mình ha, 4 sổ hồng riêng, tổng diện tích 5.500 m² và giá rao bán 1 tỷ 700 triệu. Còn nếu anh chị mình muốn mua 3 sổ hồng riêng như lúc đầu rao bán, như trong video Hương nói á, thì cũng bán luôn thì giá là 530 triệu một sào. Tất nhiên những con số này đều còn thương lượng đấy anh chị mình ha. Anh chị mình xuống tận nơi và còn thương lượng với chính chủ luôn. Anh đang rất là cần bán nha anh chị, nên là anh chị mình có thể xuống trực tiếp thương lượng với anh chị luôn. Thì mời anh chị mình hãy cùng xem hết video của Hương để biết mọi thông tin chi tiết về cái căn nhà vườn này anh chị mình ha. Rồi, trước tiên thì Hương xin chào tất cả các anh chị mình ha. Hơi ồn một chút xíu do là đường á, người ta đang đổ nhựa nè, đang trải nhựa luôn. Con đường ngay trước nhà vườn mình luôn anh chị ha, đang trải nhựa. Đó. Thì cái hướng này nè, hướng này là anh chị mình sẽ đi ra được đường DT767, khoảng 4 km anh chị mình ha. Ngoài đây thì dân cư người ta hiện hữu xung quanh rồi, nhưng mà nhà vườn thôi. Còn hướng ngược lại đây là mình sẽ đi ra được đường Nguyễn Hoàng, cũng khoảng 4 km thôi anh chị, đường thông. Ở đây là mình sẽ đi ra được cái đường mà đường nhựa Vĩnh Tân Cây Gáo á, thì nó mất 4 km ha. Đó, Vĩnh Tân Cây Gáo chỗ cổng chào ấp 6 anh chị ha. Còn đây là cái cổng để đi vào nhà vườn của mình. Thì nguyên cái khu này nè, như đầu flycam Hương bay cho anh chị mình xem á, là anh chị mình có thể hình dung được nguyên cái khoảng trong đây, phía đằng sau cánh cổng này, nguyên khoảng trong đây thì đều là họ hàng của anh này hết anh chị mình ha, đều là anh em trong nhà hết. Thì bên đây là nhà của mấy anh em của anh, còn phía bên đây là nhà anh nè. Cái đường này á thì là đường đi chung, là có giấy tay mua bán. Nếu mà mình mua bán á là anh sẽ cam kết là không tranh chấp cho mình luôn anh chị ha, tại vì có giấy tờ đàng hoàng nên mình không có phải lo. Ở căn nhà thì như đầu video Hương bay flycam cho anh chị mình thấy thì có nhà cấp 4, có chuồng trại, có ao cá luôn. Giá thì đang rất là rẻ nha anh chị, giá 530 triệu cho 1.000 m². Thì tổng diện tích thì nó là 3 sào 3 ha, tức là 3.300 m². Trong đó bao gồm là 3 sổ nha anh chị. Thì có một sổ là hơn 2 sào, và hai sổ còn lại thì tổng hai sổ còn lại là 760 m² thôi. Đấy. Thì ba sổ nhà ánh đất tính từ đây anh chị mình ha. Đất nhà ánh sẽ tính từ đây. Tính từ cái mép này đổ về dưới đó là ba sổ anh chị ha. Thì cái sổ đầu tiên này nè, sổ đầu tiên là nó tính từ đây, bao gồm căn nhà là hai sào, hơn hai sào đó. Còn hai cái sổ nhỏ phía đằng sau căn nhà thì tổng diện tích hai sổ đó là 760 m². Nhà thì cũng nhà cấp 4, đơn giản thôi anh chị. Đây, trên có xe 7 chỗ vào được tận nơi anh chị ha. Xe này là xe của nhà ánh đó. Trước đây thì nói chung công việc
kinh tế gia đình cũng ổn, nhưng mà từ ngày mà biết việc con bị bệnh á, cho nên là phải dùng hết mọi cách để đổi lấy tính mạng của con anh chị ha. Thằng bé mới 13 tuổi thôi mà nó bị ung thư tụy, nên là bây giờ bác sĩ kêu là phải mất bỏ ra là 2 tỷ rưỡi thì sẽ đổi được 60% cái mạng sống của nó. Thì bán hết tất cả như đây, nhà của anh là 363 thì tính ra mới có khoảng 1 tỷ 6 thôi, 1 tỷ 6, 1 tỷ 7 thôi. Còn cái xe này nè, nếu mà chưa đủ là anh cũng bán xe luôn, bán cả xe luôn, để làm sao cho đủ, chỉ để đổi được 60% mạng sống thôi anh chị ha. 60% thôi chứ không được lấy 100% đâu. Đó. Rồi, đây là căn nhà của mình nè anh chị ha. Nhìn phía bên ngoài thì nó như thế này. Bây giờ Hưng tiến vào bên trong, Hưng quay phía bên trong căn nhà cho anh chị mình xem. Nhà mình thì cũng nhà cấp 4 thôi, đầy đủ công năng sử dụng sinh hoạt hàng ngày. Nhà vườn nhưng mà rất là sạch sẽ anh chị ha. Đây. Đây thì có một phòng ngủ nè anh chị. Phía đằng sau này thì là khu vực bếp và nhà vệ sinh luôn ha. Đấy, đây khu vực bếp, nhà vệ sinh, có cánh cửa thông ra đằng sau anh chị mình ha. Đấy, hoàn cảnh thì rất là khó khăn luôn anh chị, rất là đang cần tiền để chữa bệnh cho con. Nên là anh chị mình mà có nhu cầu mua căn nhà này á, căn nhà vườn này á, thì liên hệ ngay nha anh chị. Đó, cho nên là anh chị mình mà có nhà ấy muốn mua á, thì mình xuống đây mình xem, mình vừa mua được một căn nhà vườn giá rẻ, vừa cũng coi như là giúp ảnh trong cái lúc mà ảnh đang cần nhất. Thì tất nhiên sẽ có người xuống mua với một mức giá hợp lý, và sẽ có người thì cũng sẽ dựa vào cái tình thế của người ta như thế này và ép giá. Nhưng mà mua bán mà thuận mua vừa bán thôi anh chị ha, không ai sai trong trường hợp này hết á, thuận mua là vừa bán đó. Đây phía đằng sau nhà anh thì phía đằng sau này có ao luôn này anh chị ha, có cái ao ở đây, đừng đi băng qua cho anh chị. Nhà vườn nói chung anh cũng không có đầu tư gì nhiều hết á, cho nên là cũng không có gì để quay nhiều. Thì Hương nói cái phần gọi là cái hoàn cảnh của anh ra để cho anh chị mình có thể hiểu được là anh đang rất cần tiền, nên bán với một mức giá rất là rẻ, 530 triệu cho một xào thôi. Đường trước đất thì đang đổ nhựa anh chị ha, đang trong quá trình đổ nhựa, đất thì phủ hồng toàn bộ luôn rồi đó. Thì nếu mà anh chị mình mua thì liên hệ ngay với em Hương, số điện thoại 0906 388 027 anh chị ha. Mong là sớm có người mua để giúp cho gia đình ảnh vượt qua cơn khó khăn này. Đoạn này á, đoạn đường này là xe hơi vào thoải mái anh chị ha. Đó, như xe 7 chỗ vừa rồi thì đoạn này là đường đi chung nè, của họ hàng gia đình thôi. Nếu mà mình mua bán là sẽ có giấy cam kết thỏa thuận đàng hoàng hết luôn. Đó thì mọi thông tin chi tiết là Hương đã chia sẻ đến chị mình rồi ha. Bây giờ thì Hương sẽ kiểm tra cái quy hoạch để cho anh chị mình dễ hình dung hơn về cái hình dáng miếng đất, rồi đo luôn cái khoảng cách trên bản đồ Google Maps cho anh chị mình ha. Rồi, đây là quy hoạch của thửa đất anh chị mình ha. Thì như trong video á, Hương có nói là 363 thì cái hình dáng của nó như thế này. Còn nếu như mà anh chị mình mua 5 xào á, thì hình dáng nó sẽ như thế này anh chị mình ha. Tức là nó có thêm một cái sổ ở phía đằng sau nè. Sổ này thì diện tích là 2 xào, còn 363 thì nó bao gồm là 3 sổ. Đây anh chị mình ha, 3 sổ. Thì hai cái sổ nhỏ này là hai sổ lúa nè. Mục đích sử dụng hiện tại đang là đất lúa anh chị ha. Đây, Hương bấm vào từng sổ cho anh chị mình xem. Đây, mục đích sử dụng đất lúa, quy hoạch đất ở tại nông thôn. 421 m². Sổ này, sổ nhỏ này cũng là sổ lúa luôn ha. Còn cái sổ này có căn nhà này anh chị, sổ này có căn nhà, có cái ao. Thì diện tích là 2500 m², thì mục đích sử dụng hiện tại đang là đất trồng cây lâu năm. Còn cái sổ cuối cùng ở phía dưới đây thì nó là đất cây hàng năm anh chị ha. Đó, đất cây hàng năm. Tất cả đều được quy hoạch là đất ở tại nông thôn rồi nha anh chị. Đây, ngay phía bên ngoài này là con đường đang được đổ nhựa nè. Đường sông Trầu 17, Vĩnh Tân Cây Gáo đi vô đó. Còn đoạn đường này thì là đường đi chung. Đường đi chung của mấy anh em họ hàng phía bên trong ấy anh chị ha. Đây, những cái khóm nhà này là anh em họ hàng của
chủ nhà hết. Đó, thì tổng hết 5 sổ là ấy, tổng hết 4 sổ 5.500 mét vuông thì được bán giá là 1 tỷ 700 triệu. Còn tổng hết 3 sổ 3.300 mét vuông thì đang được bán giá là 530 triệu một sào, thì tính ra cũng khoảng độ 1 tỷ 7 chị ha. Cho nên là tất nhiên cái khi mình lựa chọn mua thì mình sẽ lựa chọn mua 5.500 mét vuông rồi đúng không? Rồi, bây giờ thì nhà của mình thì cũng không có vướng cái quy hoạch gì hết anh chị ha. Bây giờ thì Hương sẽ bay flycam cho anh chị mình cùng xem. Thì Hương xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong những video lần sau nha.